Tôi nhận ra cháu tên là Vũ Vũ Công Kỳ ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ấy. Cháu muốn hỏi là cháu có một vườn cam vinh, bây giờ đang ra hoa và rụng hết cánh hoa, cháu muốn phun dầu khoáng được chị đèn đỏ được không ạ? Hiện nay như vậy là hoa bắt đầu là kết trái đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ là nhện đỏ nó có nhiều, thế bây giờ phun cái dầu khoáng thì về nguyên tắc là cũng được, nhưng mà tốt nhất thì nên là dùng cái thuốc gọi là thuốc đặc hiệu, bởi vì cái dầu khoáng này nó bám, không chỉ là bám vào cái con gọi là con nhện đỏ, nó làm nhện đỏ chết, mà nó còn bám vào cái quả nhỏ ấy, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cái quả đó. Cho nên tốt nhất là không không nên dùng dầu khoáng. Dầu khoáng thì nó chỉ diệt được mỗi con nhện đỏ nhưng nó ảnh hưởng đến cái quả. Đấy, nhất là cái giai đoạn nó mới thụ tinh thành quả. Do đó là cháu nên mua các cái thuốc gọi là thuốc trừ nhện đỏ đặc hiệu. Nhưng mà thuốc, nhưng cháu phun rất khá nhiều thuốc và thuốc, nhẹ đỏ thì giờ kháng thuốc rồi ạ. Bây giờ cháu đã phun những cái gì rồi? Ví dụ bây giờ đã phun cái gì? Cháu phun dọc xà nhẹ của Việt Nam nhiều lần rồi, Có không nắng được, với lại phun cả nhện thuốc nhện của trừ nhện của Trung Quốc nhưng cũng không được. có nhớ nhện à, tên thuốc không? Bởi Chưa vì có là tiếng Trung Quốc thì nhiều cháu nhiều không biết. khi cái nhện đỏ là nó rất là hẹp, không phải là thuốc nào trừ được nó. Thế nhưng mà cái thuốc mà đặc hiệu đấy thì cháu phải phun. Bây giờ cháu cháu có ghi được không? Cháu ghi được Cái không? đấy thì cháu đang ở vườn nên cháu chưa Có chưa ghi âm về. luôn đây này, ghi âm là cái thuốc mà có hoạt chất là gọi là propazid. Propazid đấy, ra cửa hàng thì chỉ là cái loại đó thì cháu phun yên tâm. Và Anh phun sẽ có nhện thể phun đỏ là đổi thời phun hai gian. lần cách nhau 5 6 ngày nhé. Chứ Anh đừng sẽ có theo thời gian. xài cái thuốc Trung Quốc mà lại không có nguồn gốc xuất xứ thì không khéo là nó rụng quả đấy nhá. Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn rất là hữu ích vừa rồi của chuyên gia Tống Khiêm và xin được cảm ơn câu hỏi của khán giả. Tiếp ngay sau đây sẽ là một câu hỏi thuộc về lĩnh vực chăn nuôi thú y đến từ khán giả Lương Thế Quyền có số điện thoại 0916 3 số cuối 762 tại Bình Thuận. Khán giả có hỏi về vịt 21 ngày tuổi có biểu hiện sưng chân, cảm giác như có mủ ở khớp bàn chân, sờ vào thấy mềm, liệt chân, đi ngoài phân trắng nhớt và đã bị khoảng 20 trên 3.000 con. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Xin mời chuyên gia Phạm Ngọc Thạch ạ. Vâng, thưa anh Quyền, với cái biểu hiện trên đàn vịt như anh mô tả thì theo chúng tôi cái môi trường chăn nuôi của nhà anh không được tốt, vì vậy mà gây nên cái hiện tượng là viêm khớp bàn chân do nhiễm khuẩn, và cái hiện tượng nhiễm khuẩn đây chính là cái nhiễm khuẩn sinh mủ và có kết hợp với bệnh dịch tả vịt. Chính như vậy, để khắc phục cái hiện tượng này thì anh cần phải tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là cải thiện lại cái môi trường chăn nuôi, có nghĩa là anh phải dọn cái chất độn chuồng và giữ cho cái chuồng nuôi cũng như là cái nơi chăn thả cần phải sạch sẽ khô ráo, đồng thời dùng thuốc sát trùng để tẩy uế cái chuồng nuôi cũng như tẩy uế cái môi trường xung quanh. Thì đấy là cái bước thứ nhất mà anh cần phải tiến hành. Còn nếu không thì là có thể là những hiện tượng mà sưng khớp bàn chân có thể sẽ lây lan trên toàn đàn vịt. Thì bước thứ nhất. Bước thứ hai là anh dùng cái phác đồ điều trị như sau: dùng kháng thể dịch tả và viêm gan ngăn vịt, anh tiêm cho toàn bộ đàn vịt liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm và tiêm liên tục 3 ngày liền. Sau 3 ngày tiêm kháng thể dịch tả và viêm gan ngăn vịt thì anh dùng vaccine dịch tả vịt, anh tiêm cho toàn bộ đàn vịt với liều gấp 2 lần so với liều phòng. Và đồng thời anh dùng một trong các cái loại thuốc phối hợp sau đây để trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày như là Amox 50 hoặc là Amoxicod, anh trộn vào khẩu phần ăn vào buổi sáng, cho vịt ăn vào buổi sáng. Còn buổi chiều thì anh có thể dùng một trong các loại thuốc sau đây, anh trộn vào cái khẩu phần ăn buổi chiều cho vịt, ví dụ như colistin hoặc là enzofloc hoặc có thể dùng là ampicoli. Tức là một trong ba loại thuốc này anh trộn vào khẩu phần ăn cho vịt ăn vào buổi chiều, và hai loại thuốc này sáng chiều anh cho vịt ăn liên tục 5 đến 7 ngày. Để cho đàn vịt nhanh chóng hồi phục thì anh dùng glucocase kết hợp với multivit C kết hợp với ADE
và thuốc giải độc gan thận hòa với nước cho vịt uống tự do. Và đối với những con vịt mà què nặng thì anh tách riêng ra, thì anh dùng lanh cô spec anh tiêm, hoặc có thể lanh spec hoặc có thể là răng ta micin anh tiêm liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và tiêm trong trường hợp này chỉ tiêm 3 ngày liên tục. Và cùng với việc mà kháng sinh mà tôi vừa nêu trên thì anh dùng thêm vitamin B1 để tiêm cho vịt. Tức là hai loại thuốc này là phải tiêm ở hai nơi khác nhau chứ không được trộn hai loại thuốc này vào với nhau. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Phạm Ngọc Thạch với những tư vấn hữu ích vừa rồi. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi khác đến từ một khán giả có số điện thoại là 0396, 3 số cuối 539, khán giả Dương Thị Hồng Thủy tại Tân Phú, Đồng Nai có hỏi về 500 gốc tiêu được 5 năm. Tiêu có hiện tượng vàng lá, thối cành lá, thối cả dây, đen rễ. Sau khoảng 1 tháng thì chết cả bụi và đã bị khoảng 50% vườn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào ạ? Xin mời chuyên gia Tống Khiêm ạ. Vâng, nghe câu hỏi của bác ấy là tôi đúng là rất là chia sẻ. Bởi vì đây là cái bệnh đơn giản mà mình lại bị thiệt hại như thế. Thế còn nếu mà bị cái bệnh gọi là chết nhanh chết chậm ấy, thì mới là khó chữa, đúng không? Thế nhưng cái bệnh này nó rất là đơn giản, mình có thể phòng được và mình chữa cũng được, nhưng mà cuối cùng để đến mức độ là thiệt hại mất một nửa rồi, tức là 500 khóm đúng không ạ, thì phải gần nửa hecta, thế bây giờ thiệt hại đến gần 1/4 hecta rồi, là quá là tiếc. Thế thì bây giờ xử lý là thứ nhất ấy, là phải tiêu hủy tất cả những cái cây mà nó, những cái rảnh, những cái bụi đấy, mà nó đã chết vì là bệnh thối rễ do nấm nó gây hại, phải tiêu hủy hết. Sau đó dùng vôi bột để rắc vào những cái chỗ mà cái gốc đã tiêu hủy. Thế còn lại, những cây còn lại thì phải tưới, phải tưới một trong hai cái hoạt chất mà chúng tôi đang giới thiệu đây, đó là cupro oxit cộng với dimethomod. Đây là loại đặc hiệu, có thể nói là rất là tốt để mà trị các cái loại nấm nằm trong đất, chứ không phải là nấm mà nằm ở phần trên mặt đất. Đây là nấm nằm trong đất. Thế và hoặc là sử dụng loại thứ hai, đó là forcetin aluminium. Đấy. Nhưng mà tôi khuyên là tuyệt vời nhất vẫn là cái sao thị này, tức là cupro oxit cộng với dimethomod. Thế còn để phòng cái bệnh này thì bác chú ý là ở vào cái mùa mưa ấy, nếu mà có điều kiện thì mình nên tưới định kỳ. Đấy. Hoặc là 10 ngày hoặc là 15 ngày một lần tưới. Tức là một tháng có thể là từ 2 đến 3 lần tưới. Thế thì trong 3 tháng mùa mưa bác có thể tưới được 6 đến 9 lần. Thì như vậy là sẽ bảo đảm an toàn, không bị cái bệnh thối, gọi là thối rễ. Và nếu mà cộng thêm một số các cái hoạt chất mà để trừ tuyến trùng nữa thì hoàn toàn là có thể phòng được, là thứ nhất là bệnh chết nhanh, thứ hai là bệnh chết chậm, và thứ ba là cái bệnh bác đang hỏi, đó là thối rễ. Thế và một cái nữa là để phòng là bác cần lưu ý là mỗi một khi mưa đấy là bác phải kiểm tra ngay, sau trận mưa kiểm tra ngay, làm sao đào hệ thống rãnh, rồi là hệ thống mương máng ở trên cái ruộng, trên cái nương tiêu nhà mình ấy, để mưa cái là lập tức là nó tiêu nước trong phạm vi sau cơn mưa 1-2 tiếng đồng hồ. Còn nếu mà để võng vãnh ở trong cái ruộng tiêu nhà mình ấy, chỉ cần vài 3 tiếng thôi thì khả năng là thối rễ rất là cao, và đặc biệt là cái bệnh chết nhanh chết chậm khi đã bị rồi thì không thể chữa được. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Tống Khiêm với những tư vấn vừa rồi. Và hy vọng là khán giả đã lắng nghe rất rõ những tư vấn của chuyên gia và sẽ áp dụng thành công cho những khóm tiêu còn lại của gia đình mình. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi đến từ một khán giả có số điện thoại 0329, 3 số cuối 142 tại Kinh Môn, Hải Dương. Khán giả có hỏi về lợn con mới đẻ ra thì thấy chuyển màu bã trầu, đi ngoài phân lỏng màu trắng vàng rồi chết. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Xin mời chuyên gia Phạm Ngọc Thạch ạ. Vâng, thưa khán giả, với cái biểu hiện trên thì theo chúng tôi đây cũng là một trong những hiện tượng chết yểu đối với lợn con. Và cái hiện tượng chết yểu này nó có rất nhiều các nguyên nhân gây nên. Có thể là do cái quá trình chăm sóc nuôi dưỡng, có thể là do con nái bị mắc một số bệnh gây nên cái hiện tượng chết yểu này.
Vì vậy mà anh cần phải kiểm tra xem là cái hiện tượng, một trong các cái hiện tượng trên để mà khắc phục. Thế còn đối với đàn con mà như anh nêu, thì theo chúng tôi thì anh cần phải tiến hành khống chế như sau. Thứ nhất là phải giữ ấm cho lợn con, tức là lợn con sau khi mà đẻ ra thì bắt buộc phải có cái chuồng úm, mà chuồng úm này phải có đèn hồng ngoại để mà giữ ấm cho lợn con. Thế vậy thì cái giữ ấm đấy, nhiều nông hộ chăn nuôi thường có quan niệm chỉ dùng đèn thắp sáng để sáng đối với lợn, hoặc là dùng cái bóng đèn đỏ thì không có tác dụng, mà phải là đèn có tia hồng ngoại. Chính cái tia hồng ngoại này nó mới tác động đối với cơ thể, tăng cường cái tuần hoàn cục bộ và tăng cường cái trao đổi chất và nâng cao cái sức đề kháng cho lợn con, thì nó mới có khả năng chống đỡ được bệnh được cao. Thì đấy là việc đầu tiên cần phải lưu ý. Thứ hai là dùng kháng thể E. coli tiêm cho những con lợn đó, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và tiêm liên tục 3 ngày liền. Trong trường hợp mà mới đẻ ra thì có thể là dùng kháng thể E. coli nhỏ cho lợn con cũng được, nhưng 2 ngày sau, sau khi đẻ thì dùng kháng thể E. coli để tiêm. Hoặc là những con lợn mà như khán giả nói đã có biểu hiện bị tiêu chảy hoặc có triệu chứng mà như nêu ở trên, thì dùng kháng thể E. coli tiêm liên tục 3 ngày liền, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Đồng thời dùng Multivit C, tức là vitamin tổng hợp, cùng với Super ADE, tức là vitamin ADE, trộn lẫn hoặc hòa lẫn và nhỏ cho lợn con uống ngày 2 đến 3 lần theo cái chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thế vậy thì cái thuốc này nó có tác dụng nâng cao sức đề kháng và tăng cường cái quá trình tiêu hóa, hấp thu, do vậy mà nó cũng hạn chế được cái hiện tượng tiêu chảy đối với lợn con. Và thứ ba là dùng thuốc kháng sinh để diệt cái vi khuẩn bội nhiễm ở trong đường tiêu hóa. Thì khán giả có thể dùng một trong các loại thuốc như sau, như Neocoli hoặc là Neotiason hoặc là Ampicoli hoặc là Flor 20% Oran. Thì những thuốc này hòa với nước và cho lợn uống ngày 2 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và với cái phác đồ trên, điều trị liên tục 5 đến 7 ngày. Và anh khán giả lưu ý là cái hiện tượng mà chết yểu thì cái tỷ lệ chết tương đối cao. Có nghĩa là gì? Khi mà đàn lợn đẻ ra vẫn khỏe mạnh bình thường hoặc là chỉ yếu một chút thôi, nhưng sau đó là cứ chết dần các cái ngày tiếp theo. Như vậy thì với cái tác động thuốc và cái phác đồ mà chúng tôi nêu ra thì nó sẽ thì có cái hiệu quả khoảng độ trên 50% đến 60%. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn rất là chi tiết vừa rồi của chuyên gia Phạm Ngọc Thạch và chúc khán giả áp dụng thành công cho đàn lợn của gia đình mình. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi khác đến từ một khán giả ở Châu Phú, An Giang. Khán giả Nguyễn Ngọc Hiếu có số điện thoại 0326 3 số cuối 830 có hỏi: cây xoài bị dẹp sáp mà bám trắng cây bị 2 tháng, xịt thuốc rất nhiều nhưng không có hiệu quả. Xin hỏi nguyên nhân và cách điều trị như thế nào ạ? Xin mời chuyên gia Tống Kiêm ạ. Kể ra thì các bác hỏi là phụt rất nhiều loại thuốc ABCD nhưng không hiệu quả, thì chúng tôi trả lời rất là tiện và rất là thiết thực đối với bác. Thế tuy nhiên ở trong này tôi cũng cho rằng là có thể bác sử dụng thuốc đúng, thế nhưng mà cái cách gọi là cách phun, cách pha nhiều khi là phải xem lại xem mình có bị sơ suất chỗ nào không. Bởi vì là cái dẹp sáp này thì nó là gần như là thường trực phá trên cái cây xoài. Thế mà để mức độ là bác mô tả là nó trắng lên là cực kỳ nặng rồi, đúng không ạ? Tức là vô cùng là nặng, vô cùng là nhiều dẹp sáp. Do đó là cái phương pháp phun là phải chú ý. Thứ nhất ý, là nếu mà nhiều như vậy là bác nên là dùng cái vòi nước lã đấy, là với cái gọi là cái áp lực mạnh bác xịt để nó rơi rụng một phần của cái con dẹp sáp nó xuống đất, sau đó mình diệt bằng cái thuốc bảo vệ thực vật, đúng không ạ? Thế khi sau khi mà đã rơi rụng được một phần rồi thì lúc đó mình mới phun thuốc, đúng không ạ? Thì đây tôi giới thiệu là có 3 loại thuốc
không? Ba loại thuốc để bác lựa chọn. Nhưng mà dù là loại thuốc nào, bác cũng nhất thiết phải cộng với dầu khoáng thực vật. Đấy, tôi sợ rằng bác là sử dụng rất nhiều loại thuốc nhưng mà cái dầu khoáng thực vật nó lại lại không có. Đấy, thế thường là gì? Nếu mà bác có phun là ba kỹ bao nhiêu chăng nữa nhưng mà nếu chỉ có thuốc không, nó chỉ diệt 95 đến 99% này. Chắc chắn vẫn còn 1-2%. Mà đã còn 1-2% thì sau 1 tuần đấy, là nó lại đẻ lại gần như là đầu tiên. Cho nên là phải có dầu khoáng thực vật, vào mục đích của dầu khoáng thực vật là gì? Là nó làm cho thuốc ấy, nó bám vào cái con dẹp sáp. Bởi con dẹp sáp nó có một cái lớp sáp bên ngoài. Đấy, đã gọi là sáp tức là gì? Thuốc nước vào là nó trơn tuột đi, hoặc là thấm thì không đáng kể. Cho nhưng mà nếu có dầu khoáng thực vật thì nó bám luôn vào cái con và nó thấm luôn vào trong cái con dẹp sáp đó và con dẹp sáp nó chết. Cho nên là bác nên là gì? Sử dụng là bất kể loại thuốc trừ dẹp sáp nào bác phải cộng với dầu khoáng thực vật và phun thường phải 2 lần. Đấy, cách nhau 5-6 ngày. Thế thì các thuốc mà bác có thể sử dụng đó là gì? Đó là pimetrozine. Đấy. Thế hoặc là đây, trifluromethazine, thế hoặc là lufenuron, thì một trong ba loại này bác có thể sử dụng. Và nếu 2 lần đúng không ạ, thì lần thứ hai bác nên thay đổi cái gốc thuốc đi, thì như vậy là cái hiệu quả trừ rệp sáp của mình mới mới gọi là mới cao. Còn nếu mà không áp dụng như tôi vừa nói rồi thì như vậy bác có phun nó giảm đi 1-2 tuần sau đó lại trở lại bình thường. Thế còn để phòng cái này thì nó không khó, thế nhưng mà nó phải hết sức là chú ý. Thứ nhất là mình phải thăm đồng thường xuyên, nếu không được hàng ngày thì phải cách ngày, và nếu có biểu hiện dẹp sáp bác phun ngay thì như vậy là nó đỡ đi. Còn nếu để trắng xóa thì phun rất là mệt đúng không ạ? Cái thứ hai là phải vệ sinh sạch sẽ cái vườn gọi là vườn xoài nhà mình. Và cái thứ ba là phải chăm sóc xoài đúng quy trình để nó nâng cao cái sức đề kháng. Và nếu mà bác làm được ba cái việc đó thì tôi nghĩ là cái vụ tới dẹp sáp nhà bác sẽ không phải là vấn đề quan trọng. Và có khi bác không cần phải hỏi, bác vẫn có thể tự giải quyết được. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia Tống Khiêm với những tư vấn rất là hữu ích vừa rồi. Ngay sau đây sẽ là một câu hỏi thuộc về lĩnh vực chăn nuôi thú y dành cho chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, đến từ khán giả Lê Văn Định có số điện thoại 0945 3 số cuối 796 ở Mỹ Lộc, Nam Định. Khán giả có hỏi về việc là nuôi lợn được 6 tháng tuổi nhưng mà 6 ngày nay thì lợn bỏ ăn, thở mạnh, sốt nhẹ, tím bộ phận sinh dục và tím tai, chưa dùng thuốc gì cả. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào ạ? Xin mời chuyên gia Phạm Ngọc Thạch ạ. Vâng, thưa anh Định, với cái biểu hiện trên con nái như anh mô tả và trong cái điều kiện khí hậu thời tiết hiện nay cũng như tình hình dịch bệnh hiện nay, thì theo nhận định của chúng tôi rất có thể có 2 khả năng xảy ra đối với con nái của nhà anh. Thứ nhất là bệnh tai xanh, thứ hai là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thế vậy thì để mà xác định được cụ thể thì tốt nhất là anh lên lấy mẫu và đưa cái mẫu này đến các cái cơ sở, đến các cái trung tâm chẩn đoán, người ta xét nghiệm và người ta chẩn đoán. Thế vậy thì khi mà trung tâm xét nghiệm trả lời kết quả nếu là bệnh dịch tả lợn châu Phi thì anh phải báo cho chính quyền địa phương, và đồng thời phải hủy con nái này theo cái chỉ dẫn và theo đúng cái kỹ thuật của cán bộ chuyên môn. Thế còn trường hợp nếu là bệnh tai xanh thì anh có thể điều trị được. Có nghĩa là gì? Trong trường hợp này điều trị theo triệu chứng, điều trị bệnh kế phát và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể thì cái tỷ lệ khỏi bệnh nó cũng tương đối cao. Trong thực tế những năm trước kia khi mà lợn bị bệnh tai xanh thì khắc phục cũng có cái hiệu quả. Thế vậy thì trong trường hợp mà bị bệnh tai xanh thì anh tiến hành các bước sau đây. Bước thứ nhất là tách con nái đó ra khỏi đàn và sau đó dùng thuốc sát trùng tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường xung quanh. Đồng thời anh dùng theo một cái phác đồ như sau: dùng thuốc để nâng cao sức đề kháng, trợ sức trợ lực và bồi bổ cơ thể thì anh dùng vitamin C kết hợp với B1 kết hợp với caffeine và kết hợp với
urotropin tiêm cho nái ngày 2 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Dùng acetosan hoặc là catosan tiêm cho nái ngày 1 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thì đây là thuốc trợ sức trợ lực, nâng cao sức đề kháng và bồi bổ cơ thể. Dùng thuốc để điều trị triệu chứng thì anh dùng là glucocase kết hợp với multivit C, tức vitamin tổng hợp, kết hợp với paracet, đây là thuốc giảm sốt, và kết hợp với thuốc giải độc gan thận. Những thuốc này anh hòa với nước cho lợn uống hàng ngày, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Và thứ ba là dùng kháng sinh có hoạt phổ rộng để điều trị hoặc để diệt cái vi khuẩn bội nhiễm hoặc là điều trị bệnh kế phát. Thế vậy cái hiện tượng mà thở mạnh đây thì theo chúng tôi là kế phát cái viêm phổi màng phổi. Do vậy anh dùng thuốc sau đây như là Amox LA hoặc là Gentamox LA hoặc là Gentatilo. Anh tiêm cho lợn vào buổi sáng, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Còn buổi chiều thì anh dùng những chế phẩm của Ceftifur, ví dụ như Cept 5.0 hoặc là BioCept hoặc là Cept 7510, tiêm buổi chiều, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, cùng với việc là bổ sung các men tiêu hóa để kích thích cái quá trình tiêu hóa hấp thu. Với cái phác đồ trên anh điều trị liên tục 5 đến 7 ngày.